lô sản phẩm em nha. Và từ audio, trong video hôm nay sẽ mang đến cho anh em là dòng sản phẩm âm ly cổ đến từ thương hiệu nội địa của Đức anh em, Tele Phinken. Và dòng này thì sẽ có tên model là R205 nha anh em. Đây là dòng sản phẩm mà âm ly kết hợp với receiver nha anh em. Con này là hàng mà kiểu vừa vào thôi nha mà về hình khớp còn rất là mới anh em, tầm khoảng 90%. Nè, bọn em sẽ qua về thiết kế dòng sản phẩm này. Để thiết kế dòng sản phẩm này, bây giờ hình chữ nhật và nó sẽ luôn cao lên nha anh em. Và phía trung tâm thì em sẽ thấy là nó sẽ có một bộ đài radio nha anh em. Và đài này nó sẽ có là 100.4 số nha em, sẽ bắt sóng được rất là tốt cả đài ở Việt Nam nha anh em. Còn bên dưới là cái chức năng đầu tiên là nút về nút để điều chỉnh về volume anh em và chiều hướng nguồn của các bạn, cũng để anh em bật xuống nhắc cỡ nó sẽ tắt cho anh em. Còn đây là cái nút để điều chỉnh về đây ba lan bắt chết cho anh em. Còn bên đây là cái nút để chơi về đài radio. Còn về mặt dưới của sản phẩm thì nó sẽ có tem với thông tin về dòng sản phẩm này nha anh em. Đây, cái này nó sẽ đến từ thương hiệu của Tele Phinken cho anh em. Đây model R205. Con này nó sẽ chạy tổng cộng là 4 dòng điện nha. Và hiện tại mình đang để điện là 220V. Còn phía trên đây là các cổng để mà anh em biết thương hiệu cho anh em. Đầu tiên là chúng ta sẽ có đây, hai cái cổng này là đối xuống phía dưới anh em, là hai cái cổng để mà anh em cắm loa. Còn bên đây là cổng để mà anh em lấy tín hiệu nghe nhạc cho anh em, là qua đầu jack AV. Thường mình sẽ chơi ở cổng này anh em, đây là cổng này anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em. Đây, hai cái đầu chuyển ra loa và một cái đầu chuyển ra AV cho anh em, để cho anh em thở mà dễ dàng kết nối với các thiết bị của anh em hơn. Còn phía dưới đây sẽ là thông tin về dòng sản phẩm này nha anh em. Nó sẽ có hai thứ tiếng anh em, một bên là tiếng Đức và một bên là tiếng Anh anh em. Đây, đọc ở tiếng Anh như là dễ anh em. Cái này nó sẽ có hai dòng điện anh em, 117, 220. Bên này nó sẽ ghi rõ hơn anh em. Cái này thì nó có công suất là 20W anh em. Nhưng mà đối với những dòng sản phẩm âm ly cổ như con này thì nó đánh và nó là cực kỳ mạnh, nhưng mà bởi vì nó có ở hai điểm, một là con này thì nó sẽ xuất âm tột nha anh em, và thứ hai con này nó sẽ trang bị ra tổng cộng là 4 con sò sắt được nha anh em. Người cấu hình nó là siêu khỏe đấy mà, và mình trải nghiệm trực tiếp cho mình chơi với những cặp loa. Đây, ví dụ như là cặp loa của CBL8340A. Con này là bass 25 ở chiếc kèn nha anh em. Đánh tiếng ra nghe nó rất là sảng khoái, bùng nổ và đánh ra hết nha anh em. Tiếp đó mình đã test luôn với cặp loa bản quốc là KES-C30. Và đánh tiếng ra rất là khỏe nha bạn. Đánh ở rất là dễ nha anh em. Chơi luôn với cặp loa nhỏ, là loa của Maxi này, hay loa của Face, chơi loa cột các bạn, đánh ra cũng rất là hay. Hay những dòng loa nổi tiếng như là loa đây Cibel 4312B MK2, đánh tiếng cho ra mà đó là hết sảy mà có gì dễ chơi luôn. Thì nói chung là những công suất của những dòng cổ này em tưởng là thấp thôi, mà thực chất ra mình test trực tiếp cho anh em, mình trải nghiệm trực tiếp luôn thì nghe đánh tiếng ra bữa đánh ra hết nha anh em. Thì đôi cũng tuần này cũng rất là hay, mặc dù nó được sản xuất từ rất là lâu rồi nha mà. Và giá thì mình trả lại cho anh em phải nói là cực kỳ là tốt, chỉ với 2.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc là Zalo, đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất.
Ok, sợ cả nhà nha. Cả nhà mình vô xong. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.